về vừa nhất đây là một trong những cái công việc của NPS luôn. Đấy, đây là của NPS. Biết là có anh nào ở trên đây không? Có nên chắc quay lưng khó nhìn luôn. Cái này này chứ không phải là bên phải. Nhìn cái thông tin này có quen hay không? Ảnh đây là ảnh 2019 này, anh không phải thông tin này có này không? Phải, không phải bên kia, không phải bên kia được. Đấy, anh ngồi ở đây cũng được, nhìn nó khó lắm. Thông tin này đương nhiên là đúng rồi. Đây, đây không phải là phòng đây, không phải. Chắc là đi trên 2 thằng. Con nhìn cái ông nó sát như thế này, áo như thế này. Ông này không, đúng không này? Không, không. Ông này không phải người của ta. Thế này người của bên địch, đúng không? Thì trong cái công tác sửa chữa, lắp ráp về cơ điện hiện nay thì cái pha lăng của chúng ta không thể thiếu. Nếu như thiếu pha lăng thì chúng ta không biết là từ lâu nay chúng ta sử dụng vào bằng cái gì như thế nào. Nên đối với công tác sửa chữa hiện nay thì pha lăng hầu như là đem lọt hết vào trong công việc chúng ta làm. Có cái là chúng ta sử dụng tay hay điện hay là khí hay là lực để chọn một trong các cái hình thức đấy. Tôi hiểu lựa chọn. Thì bài đầu tiên thì tôi với các anh cùng xem là ở thị trường Việt Nam mình hiện nay có bao nhiêu loại. Bởi vì sao? Tại sao chúng ta phải phân loại nó? Bởi vì chúng ta thi thì chúng ta chỉ có thi có một tí liên quan đến cái pha lăng xích. Còn nếu xảy ra công trường thì chúng ta có thể làm gặp các loại khác nữa. NPS bây giờ có mấy loại pha lăng? Các anh được vận hành những loại gì? Các anh cứ kể vấn đề gì đâu. Điện cơ xích và cáp, đúng không? Pha lăng xích, xích điện có, xích điện có, xích điện có, xích điện có, cáp điện có. Tẩy tay có, mắt tẩy tay có. Bây giờ rất ít dùng. Thì nội dung trong cái bài này gồm 3 phần. Nhất là hai là vi sử dụng, thứ ba là phân loại. Thì đối với pha lăng, đó là sản phẩm kéo các mặt bao gồm dây cáp xích hoặc xích qua các công đi dầm dầm giúp con người nâng hạng cái dễ dàng. Thì nếu như định nghĩa như thế này thì thô sơ nhất đấy là cái gì các anh? Theo các anh mà cái thế hệ 7X, 8X của chúng ta hay tiếp xúc chính là cái đồ nút bước riêng nhỉ? Đúng không? Nếu như đúng như cái khái niệm này, đúng không? Làm cái khúc gỗ trên xong rồi cứ quay như thế này, đấy là loại thô sơ. Hoặc là chúng ta có một cái dòng dọc chúng ta treo lên đấy, xong rồi chúng ta bắt cái dây qua để chúng ta kéo vật liệu xây dựng lên trên tầng 2, tầng 3. Có thể là kéo bằng xích cơm hoặc là bằng điện. Chúng ta đã tiếp xúc cái đấy bao giờ chưa? Điện rồi chứ, kiểu gì cũng nhìn thấy. Đây, đoạn này. Đây đúng rồi. Kéo bằng xích cơm. Bao xi. Tầm bao xi, hai bao xi cũng được. Nếu như chúng ta sử dụng hai dòng dọc, hai dòng dọc, một dọc, một tính. Hoặc là ba hoặc bốn. Thì chúng ta có thể nâng được nhiều hơn. Nhưng mà vấn đề là khi muốn nâng nhiều hơn thì chúng ta phải sử dụng pulley nhiều hơn. Pulley nhiều hơn thì cái quãng đường đi của dây cũng nhiều hơn, xa hơn. Và vấn đề là đường đi trên mấy lần về đường đi vật lý. Cái này là nguyên tắc về vật lý. Muốn nhẹ thì đi hơi xa. Muốn nhẹ thì đi hơi xa. Đấy là cái gần như là cái mà ứng dụng thu sửa nhất. Cái này cũng chạm vấn đề với cái pulley dầm dầm, đúng không? Cái pulley dầm dầm. Hoặc vì sử dụng một pha lăng thì hiện nay thì các anh cũng biết rồi, không riêng gì đối với NPS mà trong ngành khai thác mỏ ra đến tàu rồi rất nhiều nơi, nhà máy,
trong ngành đúc. Hầu như ngày nào cũng sử dụng hoa lan. Không phải là qua cái định nghĩa này thì chúng ta mới thấy không phải là mình cái palang xít mà chúng ta đang sử dụng hoặc là palang điện đấy mới là palang đâu, mà nó nhất rất nhiều loại khác nhau, rất nhiều loại khác nhau, rất rất nhiều loại. Đây cái hình ảnh này bây giờ các anh còn thấy không? Còn chứ, trong miền Trung Tây Nguyên vẫn đang còn sử dụng nhiều lắm, phục vụ công tác đào giếng. Miền Bắc thì không biết là bây giờ là mấy cái mỏ than thủ phỉ nó còn dùng cái này hay không, chứ còn giếng khơi thì ngoài Bắc gần như hết rồi đúng không? Giếng khơi thì ngoài Bắc cũng bỏ rồi, chuyển sang dùng nước máy hoặc là giếng khoan rồi. Còn ngoài Bắc anh nào thấy trong vài năm gần đây vẫn còn cái này, hầu như bây giờ không còn. Đây là một loại ta làm thu sơ rất là dễ, đơn giản. Về phân loại ta làm thì ở đây có rất nhiều cách phân loại trên thị trường ấy. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ phân loại theo hai cách thôi và chúng ta có thể phân loại được gần hết các loại pha lăng. Thứ nhất là theo tính chất vật lý và thứ hai là theo nguồn vật lý. Nếu theo tính chất vật lý thì chúng ta có hai loại, đấy là pha lăng xít và pha lăng cáp, có nghĩa là sợi động lực, sợi chịu lực thì sử dụng xích hay sử dụng cáp thì chúng ta tạo phân loại ra như vậy. Pha lăng xích là sử dụng dây xích để kéo nâng hạ vật điều khiển này một cách nhẹ nhàng. Thì trong cái pha lăng xích thì chúng ta sử dụng cái loại pha lăng xích kéo tay hoặc là pha lăng xích lắc tay hoặc là pha lăng xích điện, đúng không? Cứ sử dụng cái sợi xích này người ta gọi là pha lăng xích. Pha lăng xích NPS có mấy loại? Nếu như pha lăng xích này lắc tay có không? Lắc tay và lăng xích thừa. Đây, NPS là có loại này. Sáng nay vừa thực hành ở dưới đấy xong. Đã anh nào mổ xẻ con này ra chứ? Có anh nào được mổ xẻ không? Chưa. Chúng ta mới chỉ có nhiệm vụ đấy là chúng ta sử dụng. Chúng ta xách một cái túi, đúng không? Một cái bao tải, một con nào đấy chúng ta ra công trường, chúng ta trong nhà máy là chúng ta mang này chúng ta sử dụng xong, kết nối. Chứ về ở bên trong này có cái gì thì chúng ta cũng thôi kệ nó, đúng không? Lâu nay là chúng ta kệ nó. Đấy. Sau cái khóa này thì các anh cũng không biết ruột ở bên trong cái gì không? Thế chiều mai chúng ta là bổ xẻ nó ra. Tháo ra, bởi vì khi chúng ta mổ xẻ nó ra, chúng ta biết được nguyên lý ở bên trong, thì chúng ta có thể xử lý được những sự cố cơ bản khi trong quá trình sử dụng, ví dụ tại sao kẹt ở điểm nào, hoặc có trường hợp treo tải lên cao trên 1 mét bắt đầu tải tự tụt, mặc dù vẫn cứ giữ dây xích, có trường hợp đấy không? Có chứ. Hoặc là tải tụt quá nhanh so với ban đầu. Đấy thì hoàn toàn là chúng ta có thể mổ xẻ ra để chúng ta tìm được những cái điều này. Lý do tại sao? Và có thể chúng ta có thể chủ động được. Và trong trường chúng ta một mình chúng ta có thể chủ động xử lý những cái trường hợp. Chúng ta có thể can thiệp được. Được chẳng? Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải mổ xẻ nó nha. Còn nếu như không mổ xẻ thì chúng ta cũng chịu chúng ta cũng biết, đúng không? Cứ thấy hai cái dây nhỏ thò ra đấy là dây keo, đúng không? Cứ thấy dây lớn hơn thì đấy có móc đấy là dây chịu lực sẵn. Bên trong làm được như thế nào? Đây là loại phổ biến. Loại này có tải trọng lên đến 20 tấn. Là phổ biến. Nhưng ở Việt Nam mình đến 20 tấn các anh đã dùng chưa? Ở đây có dùng không?
50 tấn cũng có, 50 tấn cũng có, không loại, loại sinh trường này cơ, 50 tấn, 60 tấn có, một người khai có được không? Mạng vang rất là nặng, cái đấy gần như là treo không được, phục vụ Proton đi, cố định vị trí của vị trí. Còn nếu đi linh động thì hiện nay là trọng dưới 20 tấn là linh động. Một cái ba lăng xích mà phải dùng đến cổng, sử dụng thiết bị khác để lắp đặt ba lăng này. Về cái loại này ưu điểm rất là lớn, tải trọng phổ biến từ 5 đến 20 tấn, xích kéo từ 3 đến 5 mét hoặc sâu hơn nữa có tùy theo cái đơn hàng mua. Các anh muốn dài hơn 5 mét không? Có thể sử dụng dài hơn 5 mét không? Thoải mái, nhiều vị trí ở dưới sông. Nhưng có cái tốc độ nâng của ba lăng xích kéo tay chậm đấy, cho nên là sử dụng trong cái chiều cao nâng bây giờ là khoảng 3 đến 5 mét, đấy là hiệu quả hơn vừa phải. Còn sâu quá, sâu đến 20 mét cái kéo rất là lâu. Tại sao lắp đặt tua bin hay là lắp đặt cái phần tử mà liên quan đến các cái thiết bị mạng mà cần với cái chính xác thì chúng ta hay sử dụng ba lăng xích kéo tay hoặc là ba lăng xích nói chung? Đấy là ưu điểm, đó là tốc độ nâng hàng rất là chậm, tinh chỉnh được, an toàn, tinh chỉnh tốt, lên xuống nhẹ nhàng. Và nếu mà sử dụng ba lăng cáp thì tốc độ lên xuống nhanh lắm, thì nó không an toàn đối với các thiết bị. Và một điều nữa, đấy là liên quan đến vấn đề vận hành. Không cần dùng đến điện đó thì cả chúng ta cứ ăn cơm no là chúng ta kéo cân được, vận hành bằng cơm rất hiệu quả. Làm việc từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, nhưng đến 11 giờ 5 phút là chúng ta không thể kéo được nữa. Đến cái lần đấy là chúng ta bắt đầu cơm thì chúng ta đã hết rồi. Thì cái biểu đồ lực của chúng ta đi xuống theo thời gian, thì đối với điện nó lại khác, nó vẫn cứ làm việc đều đều đúng không? Hai cái khác nhau hoàn toàn. Và đây là ba lăng xích lắc tay. Lắc tay này là bé có nhiều có chứ nhiều. Đợt vừa rồi vừa kiểm định đúng không? 15-3 tấn rất phổ biến, rất phổ biến. Cái này cũng tải trọng lên đến 15-20 tấn. Đinh lên đến 20 tấn thì nó lại cùng cảnh với cánh kia kìa, tay lại còn khác rồi. Đợt vừa rồi hình là hình cách đây khoảng 2-3 tuần thì chúng ta vừa kiểm định xong. Không làm được à? Mang ra chấm thầu là thua hết. Vừa kiểm định xong là ra kéo nó thùng bình rồi. Kiểm định xong là kéo thùng ngay. Chứng tỏ là một là chúng ta không có nhiều trường hợp thôi. Một là chúng ta kéo quá tải. Hai là trước khi kiểm định là chúng ta bảo dưỡng không bảo dưỡng. Ba là kiểm định nhỏ. Mà trong quá trình kiểm định rồi khi thử tải còn không đủ tải đúng quy định. Cái số ba nhiều. Thế thì các anh phải siết chặt nhà kiểm định vào. Cái chiều cao, chiều dài của các đặc biệt của các lực tích thì nó vẫn được khác, nhưng khi mình kéo nó được tập sao rồi không hạ hết cáp đúng không, không thử nó chẳng thấy đâu rồi. Thế là các anh chưa siết chặt nhà kiểm định thì kiến nghị ngay, kiểm định xong và ra công trường thì kéo phát lệnh tung ngay, như thế thì mất điểm với nhà thầu quá, mất điểm ngay.
Đấy, lần sau là chúng ta biết như thế thì chúng ta phải siết chặt ngay từ đầu trước khi kiểm định. Có một hành động đấy chúng ta phải dựa bởi vì mục đích kia thì chúng ta kiểm tra lại thiết bị của chúng ta, thì đến lúc mà nó không đạt thì còn có cái để mà nó, nhưng bây giờ là mang cái công trường mang về về ưu điểm thì cũng như loại kéo tay kia thôi, nhưng mà nó có một cái đặc điểm mà người vận hành đấy là người vận hành thì luôn luôn gần với ba lạch, gần với móc treo. Bởi vì sao? Cái tay lắc này ở đây, các anh đã bao giờ nối tay lắc khác dài hơn để chúng ta lắc kia? Nối không phải là cái chuyện quá tải không quá tải, nhưng mà đôi khi cái góc quay của tay ấy, thì lớn là chúng ta không thể hết được, nên là hành trình của chúng ta sẽ phải nó tải thì đương nhiên là trước khi nâng tải thì các anh phải xem là cái tem cái etiquette của nó là nâng được bao nhiêu, chứ không phải là cái ba lăng 1 tấn và các anh nâng 2 tấn thì như thế là không đúng, như thế là không đúng. Thì vị trí ngồi, vị trí đứng để vận hành thằng này là lựa chọn ngay gần cái ba lăng, gần với điểm treo. Như cái ba lăng kéo cái xích kéo tay kia là có đơn giản hơn, chúng ta có thể quan sát hàng hóa. Chính cái loại này thì các anh phải dùng đến người xi nhan, một người móc ở dưới và xi nhan, và một người ở trên để có thể vận hành. Cái này chỉ gọi là vị trí gần, sử dụng vị trí gần là lợi thế, có nghĩa là trong một cái hành trình lắp đặt của chúng ta nhỏ và quan sát được ngay tại chỗ thì chúng ta làm được, chứ còn làm trong hố sâu